Chương 3 Điểm trọng yếu thứ nhất Nhận ra bản tánh của các bạn Các giáo lý rô chen Tiệt trừ ngay cả những che chướng di tế nhất Ngăn trở ta trong việc chứng ngộ Phật tánh Đó là các che chướng thô Các che chướng di tế Và các khuynh hướng tập quán Thêm vào đó Chúng ta có các che chướng xảy ra từ khi được thụ thai trong một tử cung giây phút tâm thức trung ấm được lôi kéo vào tử cung của bà mẹ nó ở đó nó trú ngụ một thời gian nhất định tâm thức trở nên hoàn toàn bị che chướng đến nỗi cho dù một cá nhân đã từng là một đại học giả trong đời trước khi được sinh ra từ tử cung người ấy phải trải qua toàn bộ tiến trình học hỏi một lần nữa các bạn sẽ không nhớ lại kiến thức mà các bạn đã có trong quá khứ và thậm chí sẽ phải học lại dần abc cũng có sự che chướng xảy ra từ sự kết hợp tính dục và cho tới khi ta có thể chuyển hóa các khuynh hướng tập quán thông thường nhờ sự thực hành thuộc giai đoạn phát triển các che chướng này rất khó tẩy trừ trong vô chen chúng ta nương tựa vào cái thấy thiền định và hành động ba điều này phải được thành tựu trong đời này trong khi các bạn ở trên con đường nhiều chướng ngại có thể xuất hiện và các bạn phải học cách đưa chúng lên con đường đức hạnh và chuyển hóa chúng một chướng ngại ám chỉ bệnh tật và các loại quấy rầy khác nhau xảy ra chẳng hạn như các tai nạn điều mà ta phải giải thoát là những niệm tưởng phiền não xuất hiện và khiến cho ta cảm thấy buồn hay vui hoặc bất kỳ điều gì khác khi bệnh tật xảy ra và các bạn có một niệm tưởng về sự khó chịu các bạn phải giải thoát các niệm tưởng của mình khỏi chướng ngại đó chướng ngại sẽ nảy sinh nhưng các niệm tưởng được giải thoát và đây là điều được nhắm tới bằng cách đưa các chướng ngại vào con đường để làm được như thế các bạn cần nhận ra các chướng ngại khi nó đang xuất hiện. Nhờ sự nhận ra này, chướng ngại có thể được tự giải thoát. Rất cần thiết, phải vẫn tự do đối với việc mong cầu lẫn sự buồn phiền để tiến bộ theo con đường của thực hành ru Chen. Như tôi đã nói hôm qua, ba lời đánh vào điểm trọng yếu tương ứng với tên của ba đạo sư vĩ đại cái thấy của lon chen prasam sự bao la vô hạn vĩ đại thiền định là chanci osu các tia sáng của trí huệ và tình thương hành động hay sự hoạt động là chakui ninku con trai của các đấng chiến thắng với cái thấy này về sự bao la vô hạn vĩ đại thiền định về các tia sáng của trí huệ và tình thương và hành động của tất cả các đấng chiến thắng ta sẽ có năng lực trong đời này để tẩy trừ sự bám chấp và dính mắc nhị nguyên gốc rễ của vô minh và cội nguồn của việc bám chấp vào một bản ngã quả thật ta không chỉ có thể tẩy trừ mà còn có thể tiêu diệt hoàn toàn độc tố này từ tận gốc rễ của nó không nhận ra được cái thấy thì việc tiệt trừ này sẽ không thể có được và vì thế tiến trình này phải thật rõ ràng ta phải hiểu rõ bản tánh nền tảng của tánh không cũng chính là sự hiểu biết về bản tánh của tâm sự hiểu biết bản tánh nền tảng của tánh không có hai phần ta phải phát triển sự xác tính vào sự vô ngã của cái ta và sự vô ngã của mọi sự xuất hiện điều này có nghĩa là ta tiệt trừ tâm thức nhị nguyên của sự bám nắm vào một cái ta và sự dính mắt vào các sự xuất hiện khi đó ta có thể nhận thức được rằng mọi sự xuất hiện thì không hiện hữu được bao gồm trong mọi sự xuất hiện là sáu tri giác sự thấy nghe ngửi nếm xúc chạm và ý thức chúng bao gồm căn bản của kinh nghiệm khách quan tất cả những tri giác này không hiện hữu từ quan điểm của bản tánh nền tảng của tánh không và cực chủ thể của tri giác có nghĩa là bản thân ta thì không hiện hữu một khi hai trạng thái của sự vô ngã hay không hiện hữu này được nhận thức ta ở trong một vị trí để được giới thiệu một cách đúng đắn vào cái thấy của Chen. đây là cái thấy về bản tánh bẩm sinh của ta như giác tánh nội tại thoát khỏi sự tin tưởng rằng có một cái ta thật sự hiện hữu và quá thật của các sự xuất hiện tiến trình của sự xác quyết điều này là trước tiên khám phá sự không hiện hữu của cái ta tức bản ngã để thực hiện ta phải mổ xẻ thân xác ta ấy là nói vậy trong một cố gắng định vị cái ta này bản ngã này quan niệm về cái ngã này để xem nó hiện hữu trong đầu ta trong tứ chi hay các bộ phận khác của cơ thể hoặc ở trong ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức và theo đuổi sự nghiên cứu này cho tới khi ta đi tới kết luận rằng bản ngã thật sự không hiện hữu sau đó ta bắt đầu nhận thức sâu xa thân xác như một nhà khách và tâm như một người khách trong căn nhà đó vào lúc chết tâm và thân tách lìa nhưng khi chúng ta còn sống thì chúng ở trong sự hợp nhất toàn hảo chính là trong lúc các bạn còn sống các bạn phải thấu suốt chân tánh của mối tương quan của chúng Thân xác ở đây trong thế giới này Nó là một sản phẩm của thế giới này Một sản phẩm của các yếu tố Các đại Và nó tan rã trở lại vào thế giới loài người này Ở đó Nó tan hoại Tâm thức đi sang đời sống kế tiếp Trạng thái trung ấm Và được Yama thần chết Mời đi tiếp Thần chết xuất hiện cùng các sứ giả của ông ta Và đưa tâm thức tới trạng thái Tái sinh kế tiếp cái thật sự dẫn dắt tâm thức là các tích tập thuộc nghiệp tích cực và tiêu cực của ta nếu ta có thiện nghiệp trỗi dược thì ta sẽ được tái sinh trong các từng cấp hiện hữu cao hơn trong các quải trời và cao xa hơn nữa nếu ta có các tích tập tiêu cực trỗi dược thì ta sẽ tái sinh trong các quải thấp với sự hiểu biết này các bạn có thể hiểu rõ tầm quan trọng của việc học Pháp Rô Chen. Có nhiều truyền thống Rô khác nhau. Trong truyền thống của tôi, sự nhấn mạnh nằm ở việc có được sự xác quyết của cái thí bằng cách nhận ra giác tánh nội tại. Một khi giác tánh nội tại được nhận ra, nó phải được duy trì bằng sự thiền định. Nhờ sức mạnh của thiền định, hành động của ta thiện lành một cách tự nhiên Dĩ nhiên, ta còn phải thực hiện các thực hành như các sự lễ lạy, cúng dường mạng đà la, sáu ba la mật và dân dân. Và ta vẫn còn phải quan tâm tới việc từ bỏ ác hạnh và tích tập thiện hạnh. Có những người nói rằng, một khi hành động hay sự hoạt động đã được chứng ngộ thì không cần thiết phải thực sự làm bất cứ thực hành nào với thân thể của các bạn. Và các bạn có thể thực hành sáu ba la mật với tâm các bạn. Nhưng khi chúng ta nói về hành động có tính chất giác ngộ thì điều này bao gồm cả hoạt động vật lý. Nó phải được thực hiện với một tâm thức không bao giờ dao động khỏi sự tỉnh giá của cái thấy Nó là sự nhận ra bản tánh của các bạn như giác tánh nội tại. Như vậy, khi các vọng tưởng xuất hiện, chúng được tự giải thoát ngay khi xuất hiện. Đó là sự thiền định bởi nhờ việc hộ trì nhận biết của các bạn về giác tánh nội tại mà các ý niệm xuất hiện và được tự giải thoát một cách tự nhiên cái thấy của rô chen hủy diệt sự phóng tâm hiền định cho phép ta chịu đựng mọi khía cạnh của nghịch cảnh và hành động được giải thoát khỏi các giới hạn của sự mong cầu và phiền muộn kết quả là sự đạt được trạng thái phật quả và bởi vì tất cả chúng ta phải đau khổ vì sự sinh và bệnh và chết, nên cực kỳ quan trọng là phải thọ nhận các sự ban phước của giáo lý dô chen. Và khi thực hành dô chen rất cần thiết và lợi lạc nếu thực hiện các thiện hạnh với thân thể ta. Khi thực hành dô chen, các bạn còn cần tận lực để học hỏi con đường su tra, tức kinh và nhận thức bản tánh của tánh không theo sự tiếp cận kinh điển, bởi lẽ bất kỳ điều gì được học hỏi từ các thừa khác sẽ nâng cao cái thấy ru chen của các bạn. Đây là một giáo lý dễ hiểu, có thể được ban cho những người bình thường và không cần một thời gian dài để thành tựu hay đòi hỏi thật nhiều điều phức tạp. Nó được truyền dạy bởi ba dòng truyền thừa. Dòng truyền thừa tâm truyền tâm dòng truyền dạy nhờ các biểu tượng và dòng khẩu truyền. Về sự truyền dạy, tất cả các truyền thống du chen được bao hàm trong hai phạm trù được gọi là trách chốc và tu ganh. Trách chốc có nghĩa là các đức thấu đến tánh thanh tịnh nguyên thủy và tu gan nghĩa là vượt qua tới hiện diện tự nhiên. Sự các đức để đi đến tánh thanh tịnh nguyên thủy có nghĩa là chứng ngộ cái thấy. Sự vượt qua tới sự hiện diện tự nhiên có nghĩa là sự nhận ra bốn thị kiến của thực hành tu ganh. Bốn thị kiến này là gặp gỡ pháp tánh tháp mát kinh nghiệm mở rộng rít pa đạt tới mức độ viên mãn của nó và sự tiêu tan các hiện tượng trong chân tánh của chúng. Kết quả của sự tu tập này là thân cái bình trẻ trung là nơi ngơi nghỉ bất biến của đấng bảo hộ nguyên sư Đức Saman Tạp Tra phổ hiền. Truyền thống râu này là một pháp môn người ta thường nói là không thể truyền bá rộng rãi, nhưng ở Tây Tạng tôi dạy râu trang trên một căn bản quy củ đặc biệt cho những người lớn tuổi. Có khoảng sáu tới bảy trăm người lớn tuổi ở gulok đến học giáo lý râu với tôi những người tây tạng già này không thể nghe và nhìn rõ nhưng họ là các hành giả hảo hạng và rồi có mọi thanh niên đến thọ nhận giáo lý râu Chen. họ luôn luôn nói họ yêu thích được nghe pháp và pháp cực kỳ hấp dẫn đối với họ biết bao nhưng một khi rời khỏi phòng của tôi họ không thực hành do bị phóng tâm bởi những thứ khác tôi biết rằng trong tương lai tôi sẽ bị chỉ trích bởi người ta sẽ nói rằng tôi đến Mỹ và giảng dạy rộng rãi Pháp vô chen. Và đây là điều tôi sẽ phải đối phó. Tuy nhiên, xin hãy hiểu rõ rằng tôi đến đây là vì lợi lạc của chúng sinh và tôi có một mục đích, một lý do để có mặt nơi đây. Tôi dự định hoàn thành mục đích ấy và đó đúng là những gì tôi đang làm. Tôi có một vài lời khuyên cho các Lama và các nhà sư có mặt ở đây hôm nay các lama và các nhà sư cần có một chứng ngộ nào đó về rô đặc biệt là nếu họ sắp nhận lãnh các sự cúng dường để làm các thực hành nhân danh người đã chết nếu họ không có bất kỳ chứng ngộ rô nào thì làm sao họ có thể dẫn dắt một tâm thức từ trạng thái pato đi tới trạng thái cao hơn của sự giải thoát hoặc thậm chí chỉ đơn giản trợ giúp người khác tẩy trừ các chướng ngại các chướng ngại phát sinh từ các ý niệm và vì thế nếu người nào đó không có bất kỳ chứng ngộ rô chen nào thì sẽ có thêm các ý niệm được tạo ra và vị lama hay nhà sư sẽ không có năng lực để loại trừ ý niệm mà trước hết chúng gây nên chướng ngại điều rất quan trọng là phải thực hành rô chen để thành tựu tất cả các thực hành này vì sự lợi lạc của những người khác và đó là lý do tại sao tôi đang ban tặng các giáo lý này ở đây ít nhất ta cần có bồ đề tâm điều tiên quý quan trọng nhất đối với rô chen là bồ đề tâm